sợ. Ta người nông dân, ta người công nhân, ta người sinh viên, em học sinh, anh người lính. Ta ngày hôm nay sẽ là dòng nước tự do đang dâng cao tuôn trào. Message to the Vietnamese people is that we will not allow China to dominate Asia and Vietnam again. Vietnam has a history of 1,000 years of fighting against Chinese domination, and the American people stand with the Vietnamese people both here in the United States and around the world. Ta từng ngày qua sống đời đen tối. Ta từng ngày qua sống trong. Ta người nông dân, ta người công nhân, ta người sinh viên, em học sinh, anh người lính. Ta ngày hôm nay sẽ là ngọn lửa thiêng đi thắp soi muôn miền. Ta theo gót tiền nhân. Năm hiến linh đoàn kết toàn dân thay vận mình nước Nam. Việt Nam ơi, đất nước ta khổ đau từng ngày, hãy đứng lên đập tan độc tài, ta giành quyền bảo vệ gian san. Việt Nam ơi, ta người công nhân, ta người sinh viên, em học sinh, anh người lính. Hey.